Hello, xin chào các bạn. Chào mừng các bạn lại quay trở lại với kênh YouTube của mình. Thì hôm nay mình sẽ review một cái lẵng quà mà mình vừa làm xong. Nó sẽ gồm có những cái gì nha các bạn. Cái lẵng quà này nhìn sơ qua thì cũng gồm có đấy là yến này, bánh này, và một hộp bánh to, chai rượu, thuốc, lá, chè và một hộp bánh quy. Đấy. Thì cái tông chủ đạo là mình làm là màu đỏ nha các bạn, màu đỏ vàng. Đấy. Thì đây là tổng quát một cái lẵng mà mình vừa làm xong, mình sẽ quay cận cảnh để các bạn cùng xem nhé các bạn. Đây là một hộp bánh trứng nha các bạn, của Hữu Nghị này. Tiếp theo là một hộp bánh Libra loại bé. Và tiếp theo đấy là một gói chè. Ở giữa mình sẽ để là một chai rượu vang. Và bên cạnh chai rượu thì là gồm có thuốc. Đấy. Và một hộp bánh, một hộp kẹo nha các bạn. Cái này là hộp kẹo. Hộp kẹo cà phê. Đấy. Tiếp theo đó là một hộp lu. Lu này là lu bé nha các bạn. Và chính giữa là ba hộp yến. Ba lọ yến nha các bạn. Yến này là yến của Sanet. Đấy. Và một số cái phụ kiện bao gồm đó là hai cái cánh quạt, một bông hoa và một ít cái rơm, gọi là rơm giấy ấy các bạn. Đấy. Và cái lẵng này mình sử dụng đấy là lẵng loại lẵng cũng đắt một chút nha các bạn. Giá tiền nó cả, nếu mà các bạn tính cả ra thì khoảng 20.000 cả giấy bọc và phụ kiện nha các bạn. Thì đây là cái tổng thể cái lẵng quà mà mình muốn giới thiệu với các bạn nha các bạn. Đây. Mình sẽ quay xung quanh để các bạn xem nhé. Thì đây là bên đằng sau, bên hông và đằng sau này. Đấy, rất là khít, vừa khít luôn, không bị thừa, không bị thừa gió nha các bạn. Đấy, bên hông cũng khít khít khít. Đấy. Và đây là chính giữa của cái lẵng này. Với cái lẵng này thì mình sẽ bán với giá là chỉ có 450k thôi nha các bạn. Đấy. Vì nó có yến này, nó có rượu, có bánh lu nên là nó sẽ hơi đắt một chút nha các bạn. Vì các cái hàng này giá nó cũng khá là cao rồi. Mình cái này nó đã hơn 50.000 rồi các bạn. Yến thì đã hơn 30.000 một lọ. Đấy. Thì nếu mà tính ra thì nó cũng khá là nhiều rồi. Mình cũng phải lấy một tí công nữa. Nên là cái giá, nếu mà các bạn mà đi mua bên ngoài, mình khẳng định với các bạn cái giá này nó sẽ còn cao hơn, phải hơn 500 nha các bạn. Đấy, với cái lẵng này đấy, thì mình muốn quay cho các bạn để các bạn có thể tham khảo cũng như là góp một số ý kiến để mình hoàn thiện cái giỏ của mình nó đẹp hơn nha các bạn. Đấy. Và còn một bước cuối cùng nữa, đây là cái bước bọc màng co. Thì bây giờ mình sẽ đi bọc màng co. Các bạn cùng theo dõi mình bọc màng co nha các bạn. Ok các bạn, mình sẽ sử dụng cái giấy màng co này nha các bạn. Cái kích thước của cái giấy màng co này là 50x60 nha các bạn. Để mình bọc cái lẵng quà này. Thì cái lẵng quà này thì các bạn cứ mở cái giấy ra, thì các bạn úp lên, lồng vào cái lẵng quà thôi nha các bạn. Các bạn chia làm sao cho cái túi nó cân bằng hai bên nha các bạn, trước sau, để các bạn có thể khò không, khi mà các bạn không cân á thì các bạn khò nó sẽ bị rút lên rất là xấu nha các bạn. Đấy, mình sẽ cho nó, mình sẽ khò bên hông trước nha các bạn, mình sẽ đè nó xuống.
Cái này thì nó hơi ngắn một chút nha các bạn. Thì khi mà khò ấy thì các bạn nên khò từ dưới, khò một ít ở dưới chân trước nha các bạn, để nó giữ được cái form của cái lẳng nha các bạn. Đây mình sẽ sử dụng bằng cái máy khò chuyên dụng này nha các bạn, nó sẽ nhanh hơn cái máy sấy tóc. Đấy. Một bên thì mình phải đảo ngược lại, làm bên này thì các bạn, các bạn cứ đảo hai bên. Đấy, khi mà các bạn cố định được cái chân ấy, thì các bạn bắt đầu khò từ trên khò xuống nha các bạn. Đấy, máy khò nên là nó rút rất là nhanh, hơi đến đâu là nó sẽ tự nó co đến đó nha các bạn. Các bạn nên để cái máy khò nó cách xa cái bóng nha các bạn, để không bị thủng túi bóng. Đây. Các bạn sử dụng bằng cái màng co này á, thì cái lẳng quà của mình nó rất là chắc nha các bạn. Khi các bạn vận chuyển đường xa thì nó cũng không bị bung hoặc là bị rơi rụng nha các bạn. Rất là nhanh nha các bạn, mình làm thì nó chỉ khoảng 2 phút là xong cái màng co này. Đấy, các bạn khò làm sao cho cái mặt của cái túi bóng á, nó căng hết cỡ ra nha các bạn, cho nó đẹp. Các bạn lưu ý là đừng làm căng quá nhưng nó sẽ bị rách, nó gọi là đến cái mức của nó thôi. Okay. Vậy là mình đã hoàn thành xong rồi các bạn. Đấy. Đây. Sau khi mà mình bọc màng co ấy, thì các bạn cảm thấy là cái này nó không bao giờ bị rơi. Đấy, mình ấy nó xong là nó rất là chắc chắn nha các bạn. Đấy.
các cái mặt của cái túi bóng màng co này nó cũng bóng như một cái soi gương luôn này các bạn, có thể soi được gương luôn đấy. Các bạn có thể phô được hết các cái mặt hàng mà mình bày ở bên trong cái lẳng này. Nếu mà các bạn sử dụng bằng cái túi ấy, thì nó có các cái hoa văn ở các cái túi ấy, và các bạn bó rúm ở trên này này thì nó sẽ bị che hết các cái sản phẩm mà mình làm ở bên trong, thì nó sẽ không được nhìn, nó không được sang trọng nha các bạn. Thì nếu mà các bạn muốn bán được cái giá tiền nó cao hơn thì các bạn nên đầu tư một số cái phụ kiện này, các cái phụ kiện rồi các cái bọc màng bọc này, để các bạn có thể đóng được các cái lẳng quà nó đẹp và nó có giá trị hơn nha các bạn. Thì các bạn muốn đóng cái giá tiền nó vừa phải thì các bạn lựa chọn các cái hộp bánh, các cái hộp bánh kẹo nó vừa cái giá tiền mà các bạn muốn đóng nha các bạn. Đấy, thì mình cũng muốn làm cái video này, muốn chia sẻ cho các bạn và review qua một cái lẳng quà trị giá là hơn 400 một tí để cho các bạn tham khảo, cũng như nhờ các bạn góp ý những cái khu vực nào mà mình đang còn thiếu sót để các bạn góp ý để mình hoàn thiện nó hơn nha các bạn. Ok các bạn, mình xin kết thúc video tại đây. Cảm ơn các bạn đã theo dõi hết video. Nhớ để lại cho mình một like, một lượt chia sẻ, một đăng ký kênh để ủng hộ mình nha các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở các video lần sau. Bye bye các bạn.